Kính thưa quý vị và các bạn, trong bài trước, quý vị và các bạn đã được làm quen với cách đàn ở nốt la trong điệu thức thứ, thể hiện âm hưởng trầm sâu lắng, đồng thời cũng đã tập các nốt kết hợp bàn tay ở vị trí son và vị trí son biến thể nhằm tăng khả năng hoạt động của 5 ngón tay trên đàn phím điện tử. Chương trình dạy nhạc trên truyền hình hôm nay xin tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn những kỹ thuật cơ bản để nhằm mục đích nâng cao hơn nữa khả năng của 5 ngón tay trên đàn phím điện tử. Kính chào quý vị, các bạn và các em. Trong các bài trước, chúng ta đã tập đàn với bàn tay ở các vị trí khác nhau như vị trí đô, son hoặc la. Ở các vị trí này, các ngón tay của chúng ta sẽ hoạt động trong phạm vi 5 nốt nhạc liền nhau như đô rê mi fa son hoặc son la si đô rê. Đôi khi có những nốt nhạc cách bậc như trong bài 11 chúng ta đã học với vị trí son biến thể. Khi đó, cặp ngón số 2 và 3 của bàn tay phải được dang rộng. Cặp ngón số 4 và 3 của tay trái cũng vậy. Chúng ta cũng đã tập các bài tập kết hợp hai vị trí son và vị trí son biến thể nhằm tăng khả năng hoạt động của 5 ngón tay trên phím đàn. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ học những kỹ thuật để nâng cao khả năng hoạt động của 5 ngón tay trên phím đàn. Trong các bài trước, chúng ta thường sử dụng 5 ngón tay đặt trên 5 phím cố định để đàn 5 nốt nhạc liền nhau. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau học cách sử dụng 5 ngón tay để đàn được nhiều nốt hơn với một quãng nhạc rộng hơn ở cùng một vị trí gốc của bàn tay. Trong câu nhạc vừa qua, chúng ta nhận thấy với bàn tay được vươn rộng ở ngón số 1 và ngón số 5, ta đã kết hợp được cả 3 vị trí đô, vị trí la và vị trí son. Ở 3 ô nhịp đầu tiên, bàn tay ở vị trí đô. Ở ô nhịp thứ 4, bàn tay ở vị trí la. Và vị trí son ở ô nhịp thứ 5, 6 và 7.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập bài tập luyện ngón số 1 với kỹ thuật vươn ngón số 1 và số 5 của bàn tay phải và số 5, số 1 của bàn tay trái ở vị trí đô. Tập vươn rộng ngón số 1 và 5 bàn tay phải. Tập vươn rộng ngón số 5 và 1 bàn tay trái. Trước tiên, chúng ta sẽ tập tay phải với sự vươn rộng ngón số 1 và ngón số 5. Kế tiếp, các bạn sẽ tập đàn tay trái. Xin các bạn lưu ý, các số được ghi ở trên là số chỉ ngón của tay phải, số ghi ở dưới là chỉ ngón cho tay trái. Bây giờ chúng ta cùng ráp hai tay với nhau. Sau đây, chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện tập sử dụng phần hòa âm tự động của đàn phím điện tử cho bài tập luyện ngón với kỹ thuật vươn xa ngón số 1 và 5. Chúng ta sẽ học sử dụng cách bấm hợp âm đơn giản ở vị trí đô. Để luyện tập bài luyện ngón số 2, trước hết, chúng ta phải chỉnh đàn ở điệu techno pop và tốc độ 120 tiếng string. Vì một số đàn phím điện tử có ký hiệu số cho các âm sắc khác nhau, do đó, các bạn chú ý chọn số tương ứng với tên âm sắc trên đàn mà các bạn đang sử dụng. Để luyện tập bài tập này, các bạn cần phải đánh chính xác phần giai điệu của tay phải.
Sau đây các bạn hãy tập tay trái với phần đệm hòa âm tự động ở chức năng ngón đơn. Bây giờ, hai bạn đàn phần giai điệu ở tay phải và hai bạn đàn phần hòa âm tự động ở tay trái. Bây giờ các bạn sẽ đổi lại với nhau. Bạn nào đánh phần giai điệu thì chuyển sang đánh phần hòa âm tự động và ngược lại. Chương trình dạy nhạc trên truyền hình hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.